Tiếng thi Ba La Mật. Thi là tiếng Phạn, nói đầy đủ là Thi La. Trung Hoa dịch là Thanh Lương. Thanh là thanh tịnh, trong sạch. Lương là lương sản, mát mẻ. Vậy Thanh Lương có nghĩa là vừa sạch sẽ, vừa mát mẻ. Ngụ ý rằng chẳng những không có phiền não mà còn được thoải mái, thanh thản nữa. Thi La còn được dịch là phòng chỉ, tức ngăn dứt. Mỗi quốc gia đều có dự bị quân đội để phòng khi nước khác không giữ quy củ xâm lấn đất nước mình thì mình có binh lính sẵn sàng để chống cự, đó gọi là quốc phòng, sự phòng bị của quốc gia. Gia đình có sự phòng bị của gia đình, mỗi cá nhân đều có sự phòng bị của riêng mình. Ở đây là nói về sự phòng bị của mình đối với chính mình. Thế nào gọi là phòng chỉ? Đó là phòng bị mà đình chỉ. Phòng bị việc gì? Tức là đề phòng tất cả điều ác, đình chỉ tất cả việc ác, tuyệt đối không làm điều ác. Và đó chính là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, nghĩa là chớ làm các việc ác, dân làm mọi việc lành. Khi xưa, có một cư sĩ đến xin một vị hòa thượng giải thích cho ông biết Phật Pháp là gì. Hòa thượng đáp, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Vị cư sĩ liền nói, bạch hòa thượng, điều con muốn biết là Phật Pháp, còn chuyện chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, thì đứa bé lên ba cũng biết được, sao ngài bảo đó là Phật Pháp? Hòa thượng đáp, tùy đứa bé 3 tuổi hiểu được, nhưng ông già 80 không làm được. Chớ làm các việc ác, chư ác mạt tác. Chư ác tức là tất cả mọi cái ác, mà cũng là một trong những việc ác. Chữ chư này là chỉ số nhiều mà cũng có thể hiểu là một. Ví dụ, quý vị làm được một việc ác thứ nhất, tất sẽ làm được việc ác thứ hai. Làm việc ác thứ hai rồi, quý vị sẽ làm việc ác thứ ba. Làm việc ác thứ ba rồi, tất quý vị sẽ không ngần ngại mà làm việc ác thứ tư cho đến cả 100.000 vạn điều ác. Như thế, tất cả đều khởi sự từ con số một, từ một việc ác ban đầu mà sinh sôi nảy nở rồi tích lũy dần dần, giống như trái núi. Quý vị thấy to lớn như vậy, nhưng thực tế nó được kết thành từ những hạt bụi nhỏ, vô số hạt bụi kết tụ lại hình thành một hòn núi. Cho nên quý vị nói nhiều, nhưng nhiều rốt cuộc là bao nhiêu? Không có số lượng nhất định. Thế thì chi bằng cứ nói là một, như vậy còn dễ hiểu hơn. Vì thế, ngay cả một việc ác cỏn con cũng không nên làm. Đó chính là chớ làm các việc ác vậy. Nếu như nói chớ làm các việc ác, e rằng có người lại nghĩ, đó là nói không nên làm nhiều việc ác, còn một việc ác này thôi thì đâu phải là nhiều, mình có làm cũng chẳng sao. Cho nên ở đây tôi nhấn mạnh là một việc ác còn không nên làm, huống hồ là nhiều việc ác. Nhiều thì càng không nên làm. Điều trọng yếu nhất, vi diệu nhất là một việc ác cũng không làm. Dân làm mọi điều lành, chúng thiện phụng hành. Chúng là nhiều, đồng nghĩa với chữ chư. Chúng thiện phụng hành. Chúng thiện phụng hành nghĩa là tất cả mọi việc thiện, bất kể là lớn hay nhỏ, chúng ta đều nên làm, chẳng nên bỏ sót một việc nào. Cho dù là chuyện nhỏ nhặt, nhưng miễn là việc tốt thì cũng nên làm. Bằng không, nếu bỏ qua thì sẽ bị thiếu một việc thiện nhỏ đó. Mà như thế thì không thể gọi là mọi việc lành được. Chúng là toàn thể đại dụng, trọn vẹn, không thiếu một chút gì. Do đó không thể nói rằng tôi chỉ làm việc thiện này chứ không thích làm việc thiện kia. Làm việc thiện thì dù nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, chúng ta đều nên làm tất cả. Còn đối với việc ác thì hoàn toàn trái ngược. Việc ác bất kể là lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, chúng ta đều tuyệt đối không nên phạm. Nếu quý vị làm việc ác bất chấp lớn nhỏ, như thế là điên đảo đấy. Cho nên, sở dĩ vị hòa thượng này nói, tuy đứa bé 3 tuổi hiểu được, nhưng ông già 80 không làm được, là vì chúng ta làm mà chưa đạt đến chỗ viên mãn.
Thi La còn có nghĩa là giới, giới luật. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài A Nan thỉnh vấn bốn điều. Và một trong bốn điều ấy là khi Phật còn tại thế thì chúng đệ tử tôn Phật làm thầy. Vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì phải tôn ai làm thầy? Bây giờ Đức Phật dạy rằng chúng đệ tử xuất gia phải lấy giới làm thầy. Những giới luật ấy chính là chớ làm các việc ác, dân làm mọi việc lành, và cũng chính là chỉ ác phòng phi, ngăn dứt điều ác, đề phòng việc quấy. Cho nên Đức Phật nói Thi La Ba La Mật: giới là tối trọng yếu, là quan trọng nhất. Bố thí là vấn đề quan trọng nhất trong việc tu hành, mà trì giới lại cũng là vấn đề quan trọng nhất. Sao có nhiều vấn đề quan trọng nhất như vậy? Trong Phật Pháp không có thứ nhì, mà toàn là thứ nhất. Bất cứ Pháp nào cũng là thứ nhất cả. Có người hỏi tôi, Phật Pháp có 84.000 Pháp môn, vậy Pháp môn nào là đệ nhất, cao nhất, vi diệu nhất? Quý vị đoán tôi trả lời như thế nào? Tôi nói Phật Pháp có 84.000 Pháp môn, thì có 84.000 Pháp môn là đệ nhất, là số 1. Không có Pháp môn nào là hạng nhì cả. Vì sao tôi nói như vậy? 84.000 Pháp môn là để đối trị 84.000 tật bệnh của chúng sanh. Mỗi chúng sanh đều mắc một chứng bệnh khác nhau. Thế thì pháp môn nào trị lành được bệnh của người nào thì pháp môn ấy là hạng nhất đối với người đó vậy. Thí dụ như các dược phẩm, có thứ thì trị nhức đầu, có thứ thì trị đau cổ hoặc đau mắt, đau tai, nhức răng, sổ mũi, vân vân. Có thứ thì trị các chứng bệnh khác trong cơ thể. Vậy quý vị nói thứ thuốc nào là hay nhất, là số 1? Nếu nói rằng thuốc nhức đầu là số 1, còn thuốc đau mắt là số 2, tức là sai lầm. Quý vị mắc chứng nhức đầu, uống thuốc đau đầu vào thì hết nhức, thì thuốc ấy là số 1. Quý vị bị bệnh đau mắt, uống thuốc đau mắt rồi thì hết đau, thì thuốc này cũng là số 1 vậy. Loài người chúng ta đều có bệnh tham sân si. Nếu quý vị hiểu Phật Pháp rồi trị được bệnh tham trong tâm mình thì pháp môn trị tâm tham ấy là đệ nhất. Nếu quý vị hiểu Phật Pháp rồi trị được bệnh sân thì pháp môn trị tâm sân ấy là đệ nhất. Và nếu quý vị hiểu Phật Pháp rồi dứt trừ được lòng si mê thì pháp môn trị tâm si mê ấy là đệ nhất. Chúng sanh có 84.000 thói hư tật xấu, Phật bèn giảng nói 84.000 pháp môn để đối trị những thói hư tật xấu ấy. Hễ pháp môn nào trị dứt được căn bệnh của quý vị thì pháp môn ấy là số 1, bằng không thì không gọi là số 1 được. Do đó 84.000 pháp môn đều là 84.000 pháp môn thuộc loại số 1 cả. Kinh Kim Cang dạy pháp đều bình đẳng, không có cao thấp. Đã không có cao thấp cho nên tôi nói cả 84.000 pháp môn đều là số 1, là đệ nhất. Quý vị bảo như thế có phải là Phật Pháp không? Tôi giảng kinh không giống như các người khác, như chư ác mạt tác, thì chữ chư phải giảng là nhiều, không thể nào là một được. Tôi thì khác, tôi áp dụng ngữ pháp của tiếng Anh, đảo ngược lại để truy tìm từ đầu. Bởi tôi không biết về số học, con số nhiều quá làm tôi không biết đâu vào đâu nữa. Liệu mình không theo kịp, tôi bèn quay trở lại để đoán đầu. Thí dụ, có người chạy rất nhanh, người đó quẹo, tôi cũng quẹo, cứ thế mà chạy theo người ấy.
Nhưng người ấy chạy quá nhanh, biết mình không thể nào bắt kịp được. Tôi bèn quay đầu chạy ngược hướng lại, tức thì đón được anh ta. Quý vị xem, tôi giảng kinh cũng theo phương thức ấy. Nhiều con số quá, đếm không nổi. Do vậy, tôi nói là một cho đơn giản. Như thế, chẳng những tôi mà ngay cả đứa trẻ con cũng có thể hiểu được. Đó là cách giảng của tôi. Thì là Ba La Mật. Thì là trì giới. Người trì giới thì rất nhiều, nhưng người mà tôi muốn nói đến chính là Đạo Tuyên Luật Sư. Ngài là một vị pháp sư trì giới nghiêm minh bậc nhất, và cũng là vị nghiên cứu giới luật cao thâm nhất ở Trung Hoa. Ngài do trì giới tinh nghiêm mà khiến cho chư thiên cảm động, và hàng ngày đến dâng cơm cúng dường. Vì thế Ngài thọ dùng thức ăn của cõi trời, chứ không phải của nhân gian. Trong các vị tổ sư ở Trung Hoa từ trước đến nay, chỉ có Đạo Tuyên Luật Sư được thọ hưởng sự cúng dường của chư thiên, và việc này ai ai cũng rõ biết. Giới luật thì chuyên nói về giới tướng, giới pháp và oai nghi. 3.000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh. 3.000 oai nghi này từ đâu mà có? Từ tứ đại oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Đi cũng phải có oai nghi, đứng cũng phải có oai nghi, ngồi cũng phải có oai nghi, và nằm cũng phải có oai nghi. Đi như làn gió, hành như phong, đứng như cây tùng, lập như tùng, ngồi như cái chuông, tọa như chuông, nằm như cái cung, ngọa như cung. Đi như làn gió. Gió này hoàn toàn không phải là gió lốc, cũng chẳng phải là cuồng phong. Đi mà hấp tấp như chạy, tức không là gió lốc thì cũng thành cuồng phong. Người xuất gia khi cất bước phải khoan thai như làn gió nhẹ, chỉ dịu dàng thổi lướt qua, không làm sao động mặt nước. Tuy rằng có gió nhưng không làm dậy sóng. Đứng như cây tùng. Đứng thì thân phải thẳng như cây tùng, không nên gục đầu rút cổ, dáng vẻ ủ rũ chẳng có chút tinh thần, giống như chưa tỉnh ngủ vậy. Phải đứng cho ngay, thẳng người lên. Khi đi thì đừng lúi húi khom lưng còng cổ, cũng đừng gầm đầu cúi mặt. Tuy nhiên không nên cúi đầu, tức là phải ngẩng đầu, nhưng ngẩng lên quá cũng không đúng, mà phải ngẩng một cách tự nhiên. Đây là nói về cách đứng, một trong bốn đại oai nghi. Ngoài ra khi đi thì không nên nhìn đông nhìn tây, cũng đừng giáo giác trông trước ngó sau. Quý vị lơ láo nhìn ngó như thế mà cảnh sát trông thấy thì sẽ nghĩ: ồ, tên này khả nghi quá, hắn định giở trò trộm cướp gì đây? Hắn rình xem có ai ở nhà không để đột nhập đấy mà. Và liền chú ý đến quý vị. Cho nên đừng nhìn ngang liếc dọc, chớ giáo giác dò ngó. Ngồi như cái chuông. Ngồi ngay ngắn, vững chãi như cái chuông úp vậy. Nằm như cái cung. Đó là tư thế thác tài đáp khác, còn gọi là dáng nằm kiết tường. Thác tài là nằm nghiêng về bên tay phải, bàn tay lật ngửa ra kề dưới má phải. Đáp khác là tay trái duỗi ra và bàn tay úp lại để trên bắp đùi trái, hai chân hơi co lên một chút, tư thế tựa như cây cung. Về bốn đại oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi thì mỗi oai nghi có 250 điều lệ, 250 điều về đi, 250 điều về ngồi, 250 điều về đứng, 250 điều về nằm,
đi sâu vào chi tiết thì mỗi một oai nghi đều có tới 250 điều lệ, chứ chẳng phải là chuyện đơn giản. Như thế, bốn đại oai nghi thì tổng cộng là 1.000 điều lệ. 1.000 điều lệ cho mỗi thời, quá khứ 1.000, hiện tại 1.000 và vị lai 1.000, nên tổng cộng là 3.000 oai nghi. Đạo Tuyên Luật Sư Trì Giới Tinh Nghiêm đầy đủ 3.000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh. Cho nên người cõi trời cảm động mà dâng cơm cúng dường Ngài. Lúc tu hành, Ngài không tùy tiện nói cười. Nói chuyện với Ngài phải nói hợp với giới luật thì Ngài mới đáp lại, bằng không Ngài không trả lời. Ngài không tùy tiện cười đùa, cũng chẳng khóc than nóng giận, mà luôn luôn với vẻ điềm tĩnh, bình thản tự nhiên, không mừng, không giận, chẳng buồn, chẳng vui. Không có mừng, giận, buồn, vui. Thế thì đó là người gì? Phải chăng là người gỗ? Người gỗ thì chẳng biết mừng vui, chẳng biết nổi nóng, chẳng biết khóc than, cũng chẳng biết cười đùa. Thật ra khi những trạng thái mừng, giận, buồn, vui lúc không còn phát khởi thì con người ở trạng thái trung đạo. Người trì giới nhất cử nhất động đều phải giữ trung đạo. Đạo Tuyên Luật Sư nhờ giữ trung đạo cho nên người cõi trời cảm động mà ngày ngày mang vật thực tới cúng dường Ngài. Hàng ngày cứ vào giữa trưa, có vị tiên Lục Quyền Sướng lại đến dâng cúng Ngài những đồ ăn thức uống của cõi trời. Đạo Tuyên Luật Sư vốn tu hành trên núi Trung Nam thuộc Trung Quốc. Núi Trung Nam nối liền với rặng Hy Mã Lạp Sơn, dãy núi thông nhau liên tiếp không dứt đoạn. Nghe nói có rất nhiều người đến núi Trung Nam tu hành và được ngộ đạo. Trên núi này cũng có rất nhiều cọp beo, nhưng chúng không hề gây trở ngại cho những gì xuất gia tu đạo, lại còn hộ pháp cho họ nữa. Đạo Tuyên Luật Sư bấy giờ sống trong một am tranh trên núi Trung Nam để tu hành, và ngày ngày đều được thiên nhân đến cúng dường vật thực. Biết được chuyện ấy, Khuy Cơ Pháp Sư liền sanh vọng tưởng. Vọng tưởng gì? Ngài nghĩ, tất cả đồ ăn thức uống của nhân gian, chay cũng như mặn, ta đều đã nếm qua. Duy có thức ăn của cõi trời là ta chưa được thưởng thức mà thôi. Này Đạo Tuyên Luật Sư, được người trời cúng dường, ta phải đến chỗ ông ấy thọ trai một bữa cho biết mới được. Thế là Ngài liền đến núi Trung Nam để gặp Đạo Tuyên Luật Sư. Lúc ấy, Pháp Sư Khuy Cơ là quốc sư trong nước. Ngài vốn là đệ tử của Huyền Trang Pháp Sư và chuyên giảng về duy thức. Pháp Sư Khuy Cơ rất thông minh. Ngài là một nhân vật chủ yếu trong số 8-900 hòa thượng cùng hợp tác phiên dịch kinh điển tại chùa Bạch Mã. Pháp Sư Khuy Cơ đến am tranh rất sớm để đợi bữa cơm trưa. Vì Đạo Tuyên Luật Sư chỉ thọ trai vào giờ ngọ, nhưng đợi mãi tới quá trưa rồi xế chiều, cho đến tối mịt mà cũng chẳng có ai đến dâng cúng thức ăn gì. Cho nên cả ngày hôm đó, Đạo Tuyên Luật Sư không có gì để dùng qua bữa. Khuy Cơ Pháp Sư cũng đành ôm bụng chịu đói. Pháp Sư Khuy Cơ hàng ngày quen dùng những thức ăn ngon, bây giờ suốt một ngày phải nhịn đói, chịu không nổi. Mỗi phiền não này thật tình là không phải nhỏ, bèn chất vấn Ngài Đạo Tuyên. Nghe nói chỗ Ngài có người trời dâng cơm cúng dường, thế sao hôm nay tôi đến lại chẳng thấy có động tĩnh gì? Hay là Ngài nói khoác? Có phải là Ngài giọng ngữ lừa dối người? Đạo Tuyên Luật Sư nói, tùy Ngài muốn nói sao cũng được. Ngài nói tôi lừa dối mọi người thì cũng mặc Ngài, nhưng chỉ có tôi biết là tôi có dối gạt người khác hay không mà thôi.
Mặc dù Pháp Sư Khuy Cơ nói oan cho Đạo Tuyên luật sư là lừa dối người, nhưng luật sư vẫn không buồn biện luận lôi thôi. Pháp Sư Khuy Cơ đợi mãi đến chiều tối, rồi vì trời tối mịt nên không về được, phải ở lại am tranh. Pháp Sư Khuy Cơ thì to béo, còn Đạo Tuyên luật sư thì gầy ốm. Đạo Tuyên luật sư mặc dù thọ dụng thức ăn của chư thiên cúng dường, nhưng lại không được mập. Còn Pháp Sư Khuy Cơ tuy không có thực phẩm của nhà trời để dùng, mà lại phốt pháp mập mạp. Một phần cũng vì Ngài thích ăn ngon, nên suốt ngày cứ bảo đầu bếp nghĩ ra cách nấu nướng những món chay thật ngon lành cho Ngài thưởng thức. Thế là đêm hôm ấy, Pháp Sư phải ở lại am tranh. Ngài không tham thiền, kề đầu là ngủ, mà lại còn ngáy gian như sấm. Trong khi đó, Đạo Tuyên luật sư ngồi thiền, nhưng bị tiếng ngáy ồn ào của Pháp Sư Khuy Cơ quấy rầy, lại thêm lũ rận không ngớt làm ngài khó chịu. Khí hậu ở vùng núi Trung Nam rất lạnh, người tu đạo lại bận dụng công, rất ít tắm rửa, nên trong mình thường có rận, khiến cho ngài không tài nào nhập định được. Do đó, ngài đành phải ngồi bắt rận, nhưng vì trì giới, không dám sát sanh, nên ngài bắt từng con rồi từ từ thả nhẹ xuống đất cho chúng tự bò đi nơi khác. Lúc bấy giờ trong am không đốt đèn, mà Pháp Sư Khuy Cơ cũng đã ngủ say, nên chẳng thể hay biết chuyện gì được. Sau đó, Đạo Tuyên luật sư lại tiếp tục tọa thiền. Sáng hôm sau, Đạo Tuyên luật sư trách Pháp Sư Khuy Cơ: sao ngài chẳng tu hành gì cả vậy? Đã không tọa thiền, không dụng công, tối đến đặt lưng xuống là ngài ngủ vùi, lại còn ngáy ôm ý, thật là ồn, khiến tôi đây không thể tọa thiền, cũng chẳng nhập định được. Pháp Sư Khuy Cơ nói: ngài nói tôi không tu hành ư? Tôi lại thấy ngài mới là kẻ chẳng tu hành đấy. Ngài nói có thiên nhân đến cúng dường cho ngài, nhưng tôi chờ mãi mà chẳng thấy một bóng dáng thiên nhân nào. Đã thế, đêm qua ngài không chuyên chú dụng công mà lại ngồi bắt rận. Ngài bắt được 2 con, nếu như ngài lỡ tay dí chết chúng thì cũng được đi, đằng này ngài lại thả chúng xuống đất, khiến một con thì bị té chết, một con thì bị gãy mất 2 chân. Con rận bị chết đó bèn tố cáo ngài với Diêm Vương, cho nên Diêm Vương định phái loài quỷ đến bắt ngài về tra hỏi. Tôi phải nói tốt cho ngài rằng ngài là một người tu đạo, mong Diêm Vương lượng thứ cho ngài và xin cho 2 con rận kia đi đầu thai, nhờ vậy ngài mới không bị liên lụy. Thế mà nay ngài lại nói ngược là tôi quấy rầy ngài, không để yên cho ngài tu hành. Xem ra ngài mới thật là kẻ không biết đến tu hành đó. Đạo Tuyên luật sư thắc mắc tự hỏi: ông ta làm sao mà biết chuyện mình thả 2 con rận xuống đất được nhỉ? Đêm qua lại không đốt đèn, sao ông ta lại biết rõ sự việc đến thế? Tuy nghĩ như thế, Đạo Tuyên luật sư vẫn không dám biện hộ, bởi ngài nghiêm trì giới luật, không lời qua tiếng lại tranh cãi với người khác. Người ta nói ngài thế nào, ngài cũng nhẫn chịu, không hề tranh biện. Sau đó, Pháp Sư Khuy Cơ chào từ biệt Đạo Tuyên luật sư: chào ngài, tôi đi đây, ngài cứ ở đây mà làm ra vẻ tu hành, tôi không muốn chờ đến trưa để thọ trai nữa. Trưa hôm đó, Tiền Lục Quyền Sướng lại đến cúng dường Đạo Tuyên luật sư như thường lệ. Đạo Tuyên luật sư nói với vẻ không vui: hôm qua sao ông không đến? Tiên Lục Quyền Sướng lập tức quỳ xuống thưa: thưa luật sư, hôm qua không phải là tôi không đến dâng cúng, chẳng qua là tôi đã đến đây rồi nhưng không cách nào vào trong am của ngài được. Lúc tôi đến, chung quanh am tranh này trong vòng 40 dặm đều tràn ngập một thứ ánh sáng sắc vàng chói ngời rực rỡ. Ánh sáng làm tôi chóa mắt, không thể nào nhìn thấy con đường trước mặt.
nên tôi bèn hỏi Thổ Địa Bồ Tát là vì sao phía trước lại có hào quang chói chang rực rỡ khiến tôi không thể đi tới được như thế. Thì Thổ Địa Bồ Tát đáp rằng: bởi vì trong nhà tranh đó có một người vốn là nhục thân Bồ Tát, một vị Bồ Tát sống. Hôm qua tôi đi lui đi lại đến mấy lần nhưng đều không có cách nào vào được, cho nên không thể cúng dường cho ngài, cúi mong ngài lượng thứ cho. Đạo Tuyên luật sư bấy giờ mới dở lẽ: thảo nào pháp sư Khuy Cơ được hoàng đế hết lòng tin tưởng và tôn làm quốc sư, thì ra ngài chính là nhục thân Bồ Tát. Từ đó về sau, Đạo Tuyên luật sư không dám coi thường pháp sư Khuy Cơ nữa. Cho nên cảnh giới thật sự của Bồ Tát chúng ta không thể nào suy đoán được. Tiếng Sàng Đề Ba La Mật là một độ trong lục độ dạng hạnh, tức là lục độ Ba La Mật. Tôi đã giảng xong hai độ, như thế là còn bốn độ nữa. Vậy độ thứ ba là Sàng Đề, cũng là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch Nhẫn Nhục. Nhẫn nhục thì gồm có sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là một cảnh giới vô cùng thâm áo, vi diệu, luôn tràn ngập một niềm pháp hỷ. Phải chứng đắc vô sanh pháp nhẫn thì quý vị mới thật sự nếm được mùi vị của Phật Pháp, thật sự hiểu rõ được áo diệu và không thể nghĩ bàn của Phật Pháp. Quý vị có thể nhẫn nhục thì mới mong đạt được Ba La Mật, không nhẫn nhục được thì không thể nào đạt được Ba La Mật, không đến được bờ bên kia vậy. Ha ha ha,